Các bác ơi, đây mới về mẫu mới cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Đó, K5 Pro ha các bác. Một con lo, một con bát 40, hai con bát 30, hai con kép. Đó, dở là cái nói cùng coi lạ hả, cấu hình của em nó. Nó đang khủng rồi, nó khủng như thế nào ha. Ui. Quá tào lao rồi. Đây. Sẵn lấy bộ micro ra luôn. Chiến cái thì clip này hứa hẹn là không mở nhạc ha. Rồi, đây là cái bản mạch tội lỗi. Vì sao là bản mạch tội lỗi? Tới thời điểm hiện tại 2024 rồi thì con người chỉ mới có phát minh ra Bluetooth 5.3 thôi. Mà ở đây kia 7.5 hơi điều tí, nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó vẫn rất là tốt ha. Đó, mở ra ha. Đây. Một con bass 40 và hai con bass 30 ha. Con lo này giống như chữ. Một con bass 40 nằm ở giữa nè, hai bass 30 hai bên ha. Hai con chép. Đó. Em thì không có chuyên môn nên là không dám nói là chép này chép gì, chả biết đâu. Đó, nói chung là mới ha các bác. Đó. Hai con micro. Micro này cũng là micro xịn ha. Đó, xếp vô luôn tần số cho con mic thoải mái. Nè, volume tần số trên thân mic. Sử dụng pin 2A ha. Rồi, 60.000 một ký luôn. Đó. Quá đã. Rồi. Một con lo. Đó, các bác thấy không? Bản mặt thì tích hợp đầy đủ cho anh em mình chơi. Đó, đa món luôn. Đó, mà đặc biệt là trên cái bản mặt này hỗ trợ cho mình một cái màn hình nè. Đó, màn hình LCD ha. Rồi có luôn cái USB 5V. Đó, 5V out. Data ha các bác. Rồi cộng thêm nữa là USB để mình gắn vô chơi nhạc nè. Có hỗ trợ ắc quy 12V. Đó, Echo, Reverb, Repeat. Rất là nhiều món ăn chơi trên này, chứ không những chỉ là 3 món ăn chơi ha. Rồi, chỉ vô đó thôi. Các bác nào khoái em này thì comment giúp em ha. Xin chào.